Chiếc Xiaomi Mi Note Pro, một phiên bản nâng cấp của chiếc Mi Note năm ngoái. Và cái điểm đặc biệt của sản phẩm này đó là với mức giá rất là rẻ so với cấu hình của nó. Thì chút nữa mình sẽ giới thiệu kỹ hơn. Cái sản phẩm này thì nó là một bản nâng cấp gần như hoàn thiện hơn rất là nhiều so với chiếc Mi Note năm ngoái. Chúng ta thấy là có một cái thiết kế tương tự nhưng về cối phần cứng bên trong thì nó sở hữu RAM lên tới 4GB, con chip S801 được nâng cấp lên S810 và ngoài ra thì rất là nhiều cái điều đặc biệt. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái bài mở hộp đánh giá nhanh về sản phẩm này. Phần đầu tiên thì mình sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng được đựng trong cái phong bì, và trong cái phong bì này thì mình cũng có một cái que chọc SIM. Rồi tiếp đến sẽ là một cái cáp kết nối micro USB, và lưu ý cái cáp này vẫn là sử dụng cáp micro USB như truyền thống chứ không phải là cáp Type-C. Và cuối cùng sẽ là cái củ sạc, và mình thấy cái củ sạc này thì nó có dòng da khá là giống chiếc Xiaomi Mi 5, tức là nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với rất nhiều cái dòng da ở đây. Tuy nhiên thì rất là tiếc, cái chiếc Mi Note Pro thì nó chỉ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh chuẩn QuickCharge 2.0 chứ không được hỗ trợ cái chuẩn 3.0 mới nhất hiện nay. Vâng, trở lại với thiết kế của chiếc Xiaomi Mi Note Pro thì chúng ta sẽ thấy được cái sự gần gũi quen thuộc của nó. Gần gũi quen thuộc là bởi đây là một cái sản phẩm mà nó được gia công cũng như hoàn thiện gần như giống hệt chiếc Xiaomi Mi Note năm ngoái. Đó là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm với màn hình kích thước lên tới 5,7 inch. Thì khi mà nó ra mắt thì nó cạnh tranh với dòng sản phẩm Galaxy Note 4 ở thời năm ngoái. Và chúng ta thấy là ở mặt trước thì Xiaomi làm cho chiếc Mi Note Pro với cái viền màn hình rất là mỏng, và cảm giác là với cái thiết bị màn hình lên tới 5,7 inch, tuy nhiên thì hai cái phần viền nó mỏng và khi mà cầm trên tay cảm giác nó thon gọn hơn rất là nhiều so với khi chúng ta cầm Galaxy Note 4. Mặt sau thì chiếc Mi Note Pro thì nó vẫn sử dụng cái việc là thiết kế bo cong hai mặt. Và ở cái phần mặt trước thì mình có cái màn hình 5,7 inch và Xiaomi cũng đã cân đối lại bằng cái việc là họ làm cái dạng vát 2.5D với cái cạnh màn hình như này. Khi mà chúng ta lướt chạm thì cảm giác rất là mượt mà và không hề bị cấn. Và cái điểm nâng cấp lớn nhất so với chiếc Mi Note năm ngoái đó là sản phẩm này thì cái mặt kính này nó là kính chống chảy xước. Còn năm ngoái thì Xiaomi họ sử dụng chất liệu nhựa khá là rẻ tiền gây bám bẩn mồ hôi vân tay. Có một chất liệu nữa đó là vỏ gỗ, thì tuy nhiên phiên bản đó nó hiếm hơn, các bạn sẽ khó tìm mua hơn cái sản phẩm này. Vâng, trở lại cái mặt trước thì ba cái phím điều hướng của Mi Note Pro là phím back, phím home và phím chạy đa nhiệm đã được đưa ra khỏi màn hình. Và thực sự với cái màn hình 5,5 inch như này, khi mà các bạn trải nghiệm thì việc mà với giữa các cạnh màn hình nó sẽ khá là khó khăn. Vì vậy mà Xiaomi đã trang bị cho chúng ta một cái tính năng, đó là các bạn chỉ cần vuốt từ cái phím home phía bên trái sang, ngay lập tức là máy nó sẽ thu gọn cái màn hình lại và chúng ta có thể trải nghiệm như một cái thiết bị màn hình có cái kích cỡ là từ 3,5 đến 4,5 inch và chúng ta có thể với tới tất cả các cạnh của màn hình. Đó, thoát ra các bạn chỉ cần ấn thêm một lần nữa. Ngoài ra thì các bạn thấy là sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho chúng ta hai SIM. Ở đây chúng ta sẽ có khe cắm ở đây, và một SIM là Nano và một SIM là Micro. Đó, chúng ta thấy các ở phía cạnh dưới thì cái phần thiết kế rất là quen thuộc, chúng ta sẽ có loa ngoài. Ở phần này nó cũng sẽ bao gồm cái mic đàm thoại, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cổng kết nối micro USB. Và phía trên đỉnh máy thì là duy nhất một cái cổng kết nối tai nghe 3.5mm cũng như là cái mic phụ chống ồn. Và ngoài ra tất cả cái chi tiết như là phím nguồn hay là hai phím tăng giảm lượng thì đều được giữ nguyên. Về màn hình thì Mi Note Pro có sự nâng cấp toàn diện hơn so với Mi Note năm ngoái. Nó vẫn sử dụng màn hình 5,7 inch với công nghệ IPS LCD. Tuy nhiên cái độ phân giải đã được nâng cấp lên tới là 2K thay vì Full HD như năm ngoái. Thì với cái độ phân giải lên tới 2K thì đương nhiên cái việc mà chúng ta trải nghiệm hình ảnh, khi bạn zoom lên thì hình ảnh không hề bị vỡ một chút nào cả. Đó, cực kỳ là sắc nét, cái mật độ điểm ảnh của nó cực kỳ cao. Và như vậy thì với cái màn hình 2K này thì nó sẽ tương đương với những sản phẩm như là Galaxy Note 5 hay là chiếc Galaxy Note 4 năm ngoái. Và ngoài ra thì cái màn hình IPS của chiếc Mi Note Pro thì nó vẫn cho một góc nhìn rộng cũng như là một cái độ sáng rất là cao. Nó là góc nhìn gần như là tuyệt đối luôn, các bạn nghiêng như này thì hình màu sắc hình ảnh nó vẫn không hề bị biến dạng. Và cái màn hình phải nói là cái điểm mình cực kỳ ưng ý và thích trên sản phẩm này, hình ảnh khá là tươi sáng cũng như là rõ nét. Ngoài ra thì Xiaomi cũng cung cấp và trang bị cho nó một số cái tính năng như là chúng ta có thể điều chỉnh cái tông màu nền của màn hình. Tức là các bạn có thể chúng ta điều chỉnh cái tông màu độ ấm, có thể nghiêng sang màu vàng hoặc là nghiêng sang màu trắng xanh để cho phù hợp với mắt người dùng. Và đặc biệt là một cái chế độ khi chúng ta đọc sách hay đọc báo trời tối thì cái màu sắc của màn hình nó sẽ được chuyển hoàn toàn sang màu vàng và các bạn có thể giúp chúng ta đọc là đỡ đau mắt hơn. Trong năm ngoái thì Mi Note sử dụng con chip S801 và có RAM là 3GB. Trong năm nay thì con chip S820 đã được sử dụng cho Mi 5, một sản phẩm cao cấp nhất của hãng. Vì vậy với một thiết bị cận cao cấp tầm trung thì chiếc Mi Note Pro thì đã được trang bị con chip Qualcomm S810 và cái dung lượng RAM của nó lên tới là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Đây là một những cái con số cấu hình cực kỳ ấn tượng.
Và điểm AnTuTu Benchmark thì mình đo được là khoảng gần hơn 50.000 điểm, một số cũng khá ấn tượng. Và cái việc con chip S810 các bạn biết là nó có một cái scandal đó là nóng máy. Tuy nhiên thì qua quá trình trải nghiệm thì mình nghĩ đây là phiên bản chip đã nâng cấp thế hệ thứ hai rồi. Vì vậy mà cái cảm giác nóng máy nó cũng không bị rát như cái dòng HTC M9 cũng như là chiếc Xperia Z4, và chúng ta trải nghiệm vẫn khá là thoải mái. Và mình đánh giá là con chip Qualcomm S810 này nó vẫn mang lại cái hiệu năng cũng như khả năng chơi game 3D và quản lý RAM chạy đa nhiệm cực tốt trên chiếc Mi Note Pro. Về camera thì đây có lẽ là yếu tố gần như là duy nhất mà Mi Note Pro giữ nguyên so với chiếc Mi Note năm ngoái. Máy vẫn sử dụng camera sau là 13 megapixel và camera trước với độ phân giải là 4 megapixel với công nghệ ultra pixel cho khả năng chụp ảnh trong điều kiện chiếu sáng tốt hơn. Về chế độ chụp thì nó cũng hoàn toàn tương đồng như năm ngoái. Mình sẽ có những chế độ như chỉnh tay, chế độ làm đẹp, và mình sẽ có một cái view đánh giá chi tiết kỹ hơn về cái máy ảnh của sản phẩm này trong những cái video lần sau. Còn về pin thì nó vẫn sử dụng cái viên pin là 3000 mAh, được trang bị khả năng sạc nhanh với công nghệ Quick Charge 2.0, có thể giúp các bạn sạc 60% trong thời gian chỉ 30 phút. Đây là con số khá là ấn tượng. Và như vậy thì trên đây là những cái đánh giá và cảm nhận nhanh của mình về chiếc Mi Note Pro. Có thể thấy ở cái tầm giá mà 7 triệu đến 8 triệu hiện nay thì chiếc Mi Note Pro làm sản máy mới 100%, và chúng ta có những đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc khác như là chiếc Meizu Pro 5. Pro 5 thì nó sử dụng con chip Exynos 7420. Tuy nhiên mức giá của nó cho cái bản RAM 3GB thì nó đã là tầm 9 triệu đồng, cao hơn sản phẩm là 1 triệu đồng. Và phiên bản RAM 4GB thì nó lên tới là hơn 10 triệu đồng. Vì vậy về cái tính kinh tế thì sản phẩm này đương nhiên nó sẽ rẻ hơn chiếc Meizu Pro 5. Ngoài ra về cái độ phân giải màn hình 2K thì nó cũng hơn hẳn so với chiếc Pro 5. Ngoài ra một số sản phẩm khác cạnh tranh như là chiếc Galaxy Note 5 cũ thì cũng có giá lên tới 10 triệu. Hay chiếc LG V10 cũ, cũng một phablet của LG, thì cũng có giá lên tới 9 triệu. Vì vậy về cái tính kinh tế thì mình nghĩ chiếc Mi Note Pro năm nay phải nói là nó có sức cạnh tranh cực kỳ lớn. Nó không chỉ sở hữu một cấu hình cao, một cái thiết kế đẹp cũng như là màn hình tuyệt vời, sản phẩm này còn mình nghĩ đánh giá là một trong những cái phablet có thể nói là hoàn hảo nhất ở cái tầm giá 8 triệu này. Thì để sở hữu thì các bạn có thể qua những showroom của Diễn Thông Minh để chúng ta trải nghiệm sản phẩm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.